Ngay sau tháng 12, Phòng Cảnh sát Môi trường PC05 Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện cơ sở chế biến mỡ heo, tóp mỡ không đảm bảo vệ sinh rồi bán ra thị trường tiêu thụ. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, PC05 Đồng Nai phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai và Công an phường Trảng Giài kiểm tra cơ sở mua bán thịt heo, mỡ heo tại khu phố 3 phường Trảng Giài do ông Nguyễn Trọng Thành 58 tuổi làm chủ. Thời điểm kiểm tra, có 2 nhân viên đang làm việc tại cơ sở rộng khoảng 100m², bên trong chứa 45 can nhựa chứa dầu mỡ heo thành phẩm loại 30 lít can 400kg tóp mỡ đóng gói trong các túi ni lông. Ngoài ra, tại cơ sở còn lưu trữ khoảng 90kg mỡ heo và 30kg da heo nguyên liệu dưới sàn nhà bê tông không đảm bảo vệ sinh. Tại hiện trường, mỡ heo được mua từ chợ mang về tập kết, bảo quản dưới sàn nhà dơ bẩn rồi đưa vào chế biến. Khu vực sơ chế, chế biến ẩm thấp, ẩm mốc, nhiều khói bụi, không cách biệt với nhà vệ sinh, không bố trí riêng biệt nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Bé 50 tuổi, ngụ phường Trảng Giài, quản lý của cơ sở cho biết mỡ heo, da heo được mua từ chợ Tam Hòa, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa với giá 8.500 đồng trên kg mỡ heo, 1.000 đồng trên kg da heo. Sau khi chế biến, dầu mỡ heo thành phẩm được bán cho người tiêu dùng làm thực phẩm với giá 120.000 đồng can 30 lít, tóp mỡ được bán với giá 3.500 đồng trên kg. Tuy nhiên, bà Bé chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy tờ có liên quan khác. Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu chủ cơ sở trên đến PC05 Đồng Nai để làm rõ các vấn đề liên quan.